thấy em bé đi một mình, kẻ gian định giở trò bắt cóc nhưng bất thành. Thấy xung quanh không có người lớn mà chỉ có một em bé ngồi chơi trên vỉa hè, một chiếc xe máy đã dừng lại gần đó. Người phụ nữ trên xe nhanh chóng bước xuống, bế em lên rồi phóng đi. Nghi vấn có điều bất thường, người đàn ông từ xa đã nhanh chân chạy tới. Anh ra sức chặn lại chiếc xe này không cho di chuyển, rồi sau đó lôi những người trên xe cùng với đứa bé xuống. Nghe tiếng ồn ào bên ngoài, người trong nhà chạy ra thì phát hiện sự việc. Điều đáng nói là ba mẹ của bé dường như cũng không theo sát bé, nên mới để em chạy ra đường một mình thế này. Thời điểm xảy ra sự việc trên đường khá vắng vẻ, nên những tên này mới có cơ hội thực hiện âm mưu bắt cóc trẻ con. Sự xuất hiện kịp thời của người đàn ông áo vàng đã giúp cho cậu bé an toàn. Nếu không có anh thì không biết bé sẽ như thế nào. Hiện tượng bắt cóc và buôn bán trẻ em hiện tại vẫn còn đang diễn ra ở nhiều nơi. Sự việc trên cũng là một lời cảnh báo cho các gia đình có trẻ nhỏ cần phải cẩn thận hơn. Không cho bé chơi đùa một mình ở những khu vực đường lớn, hạn chế tai nạn cũng như bị kẻ xấu bắt cóc. Đừng quên để lại chia sẻ vấn đề này cho chúng mình biết với nhé! Cảm ơn sự quan tâm, theo dõi và ủng hộ của quý vị khán giả. Đừng quên like, share, subscribe, bấm vào những tin tức mới nhất, nóng hổi nhất ở bên đây nhé. Chúc quý vị thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại!